Good evening, coach. Before the lesson today, I will introduce about the quizzes game. Từ khi mà buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn và cho các bạn chơi trò chơi quizzes được chưa nào? Cái trò chơi này là tổng hợp tất cả các từ mới mà các bạn được học ở bài trước, bài học thử ấy. Thì cô sẽ gửi đường link các bạn, cô sẽ vừa hướng dẫn các bạn để cho các bạn vừa chơi được chưa nào? Đây là một cái ứng dụng mà chúng sẽ theo suốt chúng ta trong quá trình học từ giờ cho đến hôm sau. Đây là một cái ứng dụng rất là hay, các bạn có thể vừa lấy điểm, vừa có thể biết được kiến thức mà các bạn đã học ở bài cũ hoặc là bài mới, thì có sẽ tổ chức cái phần game này cho các bạn. Các bạn chú ý vào hộp trò chuyện hoặc là hộp chat của mình ở trong phần Zoom nhé. Cô sẽ gửi vào cái đường link ở đó. Đầu tiên các bạn sẽ vào hộp chat hoặc là hộp trò chuyện ở phần ứng dụng Zoom. Cô sẽ gửi phần đường link. Các bạn sẽ vào đường link, sau đó sẽ đăng nhập đúng tên của mình. Ví dụ bạn Văn Kiên sẽ có tên là Văn Kiên. Bạn sẽ viết Văn Kiên cho cô luôn nhá, vì các bạn chưa nhớ số thứ tư của mình ở đấy. Thì các bạn sẽ viết chữ Văn Kiên cho cô. Viết tên đềm và tên của mình được chưa nào? Cô sẽ gửi đường link cho các bạn. Rồi, đúng rồi, cái hộp chat đây này, các bạn đừng có ví vào phần chat nhé các bạn. Để nguyên như vậy và nhận được link của cô. Cô đã gửi đường link cho các bạn rồi, bây giờ các bạn sẽ nhấn vào đường link cô gửi, đăng nhập đúng tên của mình được chưa nào? Ví dụ bạn tên Văn Kiên thì bạn sẽ viết Văn Kiên vào. Rồi, các bạn đã nhận được đường link chưa nào? Nếu nhận được rồi thì nhấn biểu tượng giơ tay. Các bạn nhận được đường link rồi thì các bạn hãy nhấn vào biểu tượng giơ tay. Rồi, cô đã nhận được phần cô đã nhận thấy có bốn bạn đã đăng nhập vào rồi này. Có bạn Trọng Kiên, Công Hoàng, Khả Danh, Trọng Giáp, Khánh Chi. Đúng rồi. Rồi nhá, các bạn nhấn vào đường link, sau đó đổi tên của mình. Các bạn của mình đăng nhập vào. Sau khi đủ số thành viên thì cô sẽ nhấn chữ bắt đầu và các bạn sẽ được chơi. Trò chơi sẽ bắt được diễn ra trong vòng từ 7 đến 10 phút được chưa nào? Hôm nay thì cô sẽ lấy 10 bàn đầu tiên. Nếu các bạn có kết quả cao 10 điểm, 10 bàn nằm top đầu thì cô sẽ lấy điểm điểm của ngày hôm nay được chưa nào? Các bạn sẽ vừa chơi, vừa học, vừa được lấy điểm. Thôi, những bạn khác tiếp tục đăng nhập vào phần ứng dụng Quizzes nào. Các bạn đã nhìn thấy hộp trò chuyện chưa? Hộp chat chưa? Nhấn vào đường link. Nhấn vào đường link, sau đó viết tên đăng nhập của mình. Hiện tại thì cô mới chỉ thấy 8 bạn đăng nhập. Các bạn khác có ai đang gặp vấn đề của khán khi vào đường link này không? Nếu mà gặp khó khăn thì giơ tay và nói để có giải đáp cho nó. Bảo anh không vào được cô ạ. Chị có nhận được đường link không chị? Có. Rồi, chị nhận vào cái đường link đó luôn. Dạ. Yeah. Nhận vào đường link, sau đó viết tên Bảo Anh là được chị ạ. Dạ. Yeah. Nâng em nói rồi chồng một coi.
vào phần hộp trò chuyện hộp chat đấy, ở điện thoại là vào cái góc ba chấm ở dưới góc trái có phải màn hình sẽ có cái hộp trò chuyện, cái ổ mà tin nhắn đấy. Sẽ vào đường link, sau đó sẽ đăng nhập tên. Hiện tại thì đã thấy được chị màn đăng nhập vào. Hồi 10 bàn. Thằng khối ra bảo anh chưa vào được rồi em. Em gửi rồi đấy. À không chị ơi, chị nhận vào cái ấu xanh xanh mà có chữ HTTP của em gửi ấy. Sau đó chị nhận nó đổ. Đây nha. Cô ơi, Bảo Ngọc được chưa cô? Bảo Ngọc, em Bảo Ngọc à, để cô xem nào. Bảo Ngọc chưa vào được. Nguyễn Hùng được chưa cô? Rồi, Nguyễn Hùng được rồi ạ. Nén nhé. Rồi, ai vào 6 thì vào đường link cô gửi ở phần chat nhá. Phần hộp câu chuyện đấy. Các bạn vào đó. Hộp trò chuyện được chưa nào? Hộp trò chuyện. Sau đó các bạn nhấn vào cái đường ố màu xanh xanh của cô gửi ấy, đường link mà cô đã gửi ấy. Rồi, 14 bạn. Các bạn đăng nhập vào đường link đó. Tên của mình được chưa nào? Tên của mình, tên gì thì ghi vào. Đinh Trung và Đinh Trọng Hải bàn cùng chơi đúng không em? Một cái đường link đấy để gửi cái tên Bảo Anh mà đang có là nó hết. Dạ, chị vào, chị nhận vào cái đường link luôn đi, chị nhận vào cái đường link đó luôn. Chị nhận cái link đó là sáu sẽ giá một cái giá riêng để cho mình từ yên tên đấy. Gửi vào rồi. Nhưng à, bạn đăng khối vào được rồi ạ. Bảo Anh vào được chưa bố? Bảo Anh vẫn chưa vào được chị ạ. Chị có nhận được đường link không? Chị nhận vào đường link luôn. Bảo Anh Bảo Anh chưa vào được. Nhá, bây giờ chị vào cái hộp trò chuyện, sau đó chị nhận vào cái chữ HTTP, chị nhận sẽ ra một cái giao diện như tên bảng của em lên đấy. Hoặc là chị vào phần giá lối của cô Mơ và một phụ huynh nữa đã gửi cái phần đường link ngay, chị nhận vào đó cũng được. Dạ. Yeah. Rồi, Bảo Anh vào rồi ạ. Dạ, Bảo Anh vào được rồi. Rồi, có 16 bạn đã tham gia cái phần trò chơi này. Thì cô sẽ nhấn bắt đầu để các bạn cùng chơi nhé. Rồi, 17 bạn. Now let's start. Các bạn sẽ trả lời các câu hỏi ở trong đó. Nhánh và đụng nhất chơi. Số 10 thì cô sẽ lấy điểm của các bạn nhé. Cái gì vậy?
đúng không? Lam vừa đúng vừa nhanh thì các bạn mới có điểm cao được. Lam nó răng này cô hay trắng hiền lên này. Mình không chưa lát được đấy. Ở đó là câu hỏi đáp nghiêm nhá. Đáp nghiêm nhá các bạn. Rồi một trong những đáp án đó là được. Đấy. Bốn chấm. Thắng Huyền lại. Thắng Huyền lại trước kia mày. Mà mẫu lên. Biến thì đâu tao không được á. Nhanh rồi đúng rồi. Sao nó bỏ anh Hoàng ra đâu đâu biết? Ủa còn à? Mà cà vẫn nhanh hơn kìa. Ôi là thêm sáu qua được nha. Bạn nào chưa vào được? Còn thêm có không? Nó là mà Ngọc Diệp mà Nguyễn không vào được rồi chơi. Mà Nguyễn không vào được mà. Chị thử nhập đường link lại rồi đăng nhập tên của Ngọc Diệp lại thử chơi được nhá. Có xem mà không được nhá. Em cho thấy tên đăng nhập của Ngọc Diệp đấy rồi. Đăng không ấy. Mà nào không vào được thì cậy cũng hỏi ấy. Chắc có thể là mang bến gì. Ui, bến này em nhận được của mấy bạn đã hoàn thành cái giờ. Bạn hôm muốn phải bay để đăng. Đúng rồi. Các chị thử nhập like đường link sau đó đi đăng nhập tên like thì có được không nhá? Em gửi đường link like ở trong gọi đấy đó. Con xong rồi. Cũng đâu. Bạn rốt. Ơi con xong rồi. Nhắn ơi. Nghe nhắn nhập từ nắng rồi. Rồi ở đây cô đã thấy 11 đến 23 bạn đã hoàn thành trò chơi. Chúng ta còn 3 phút để chơi trò chơi này nhé. 3 phút để chúng ta chơi trò chơi này. Ghi chữ gì? Đây rồi mà từ xa nè. Để gì? Thank you.
You have 2 minutes. Các bạn có 2 phút. Vậy chị đến 27 và đã hoàn thành. Ở trò chơi này là chi? À, một cái bến của máy tính đi sự hiện quả bóng với quả táo với con mèo, con bến cái màn hình của điện thoại đi lên á. Hiện lên cái câu hỏi ở đấy là nó sẽ đảo lộn theo cái họ sẽ tự sắp xếp theo cái đảo lộn kia chứ không phải là nhật nó theo tiến xuống đúng không chị ạ? Kiểu có khi là ở bên này nó sẽ là công đâu mà có bên kia sẽ là đúng đấy. Chứ không theo một cái thứ tư là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mới gì ạ? Đóng 10 cấu rồi sẽ xạo trồn. À không, không. Thì gọi là bé này thì thấy bá cái biểu tượng đó. Nhưng mà bé này thì thấy cái màn hình là bị chay lén giống như kiểu tém của các bạn. Mày phân tảng hay chị đây? À, vậy thì bạn đó em một bàn lan sóng rồi đúng không? Nếu mà lan sóng rồi thì anh sẽ hiền gì như vậy? À. Dạ. Nếu lát sóng rồi thì anh sẽ hiển thị những cái bàn con này đáng chơi. Còn nếu mà người nào mà chưa sóng thì vẫn tiếp tục lên làm. Mưa ơi, có thêm hai học sinh không mới bao là em không đâu. Cối đây em cối cái này cối. Chứ em thấy thì em đấy như này thì em cũng lỗ bên lý để em thử duyệt đài. Ờ, Văn Khạnh vào chưa? Anh Thư vào chưa? Kiền Chi vào chưa? Gia Bảo, Hoàng Nguyễn sao rồi? Hoàng Nguyễn 20 bao rồi à? Dạ. Bao chết? Hoàng Nguyễn bao rồi cô ạ? À rồi. Ai bao rồi là Gia Bảo? Gia Bảo bao chứ? Trần Huy Gia Bảo 19 bao chứ? Gia Bảo chứ thầy ạ. Yên Chí bao chết? Chưa luôn cô ạ. Văn Khánh vào trước. Văn Khánh hình như là đếm cuối. Anh Thư vào trước. Chưa quá. Văn Khánh và anh Thư chưa. Đinh Khóa vào trước. Đinh Khóa, bạn Đinh Khóa vào rồi. À rồi. The end of the game, có kết thúc trò chơi đấy nhá. Có thể kiểm tra đáp án của các bạn. Ở đây có top 3 bàn điểm cao nhất là bàn Nguyễn Công Hoàng, bàn Trọng Kiên. Bàn Hoàng chắc là chơi 2 lần. Rồi, vì hôm nay là lần đầu tiên mà các em được tiếp cận với trò chơi physics này, cho nên là những ai mà hoàn thành được cái bài physics đúng 100% thì cô sẽ lấy điểm các bạn đấy chứ nào. Và hôm đầu tiên cô sẽ khuyến khích các bạn những ai kết quả được 100%, ví dụ như bạn Nguyễn Công Hoàng 100% ở đây thì cô sẽ lấy điểm của bạn là 10 chứ nào. Đến bàn ở đây, đến số bàn Văn Hùng, bàn Văn Hùng cũng có kết quả là 100%. Từ những bàn kết quả 100% là cô sẽ lấy điểm 10 cho bàn. Vì là hôm đầu tiên, có những hôm sau các bạn chơi thì cô chỉ lấy top 3 hoặc là top 5 điểm cao nhất. Vẫn kiếm 2 tuần. Đây là kết quả của các bạn vừa chơi. Của bàn Công Hoàng, Trọng Kiên, Khả Doanh, Trọng Giáp,
Đó tôi, Hạnh Chi, Bảo Ngọc, Thu Hiền, Văn Kiên, Nguyễn Hùng, Hải Yến. Văn Kiên đứng thứ 12. Cái bàn này là chị sẽ được điểm. Có chỗ cái này là cấp chị. Rồi. Lát nữa cô sẽ lấy điểm cho các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ học bài mới. Được khi vào bài mới thì các bạn tắt mic cho cô nữa. Được khi vào học bài mới thì các bạn tắt mic cho cô nữa. Dạ. Today we will learn about lesson on phonics D and greeting ones. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên phonics D. Phonics D and greeting one. Greeting có nghĩa là chào hỏi. Chúng ta sẽ học phonics D và chào hỏi. Một viết một thế nào? Saturday, October. Saturday it is 2nd of October. Hôm nay là thứ bảy, ngày 2 tháng 10. You look at here and write the notebook at the heading. Các bạn sẽ nhìn vào màn hình của cô và ghi mục bài vào vở. Được chưa nào? Ghi mục bài vào vở của mình. Lesson 1. Thứ bảy, ngày 2 tháng 10 năm 2021. Lesson 1. Bài 1. Phonics D and greeting. Greeting 1. Letter D và chào hỏi tiết 1. Chronic D, D and greeting 1. The old lesson, we will learn about phonics A, B and C. Today we will continue about phonics D. Ở các bài học trước khi các bạn đã được học về phonics A, B, C. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về phonics D. Nào, phonics D. You have 1 minute to write the notebook. Các bạn có một phút để ghi mục bài vào vở. Lesson 1, Phonics D and Greeting 1. Saturday, it is the 2nd of October. Văn Trướng Văn Khạnh đã có mặt chưa các em ơi? Trướng Văn Khạnh. Văn Khạnh chưa có một bàn iPhone, không biết là bàn nào. À, bàn iPhone này em tên gì đây em? Có bàn đang để tên iPhone đấy mà. Không biết tên bàn nào của. iPhone bàn tên gì đấy? Nói tên cho cô cái đó. Có thấy hình ảnh không em? Không có. Thầy có camera đâu. Bạn iPhone đi tắt camera, vậy là tắt mic. iPhone ơi. Rồi có điểm danh lại một tí đi nhé. Văn Khạnh, Yên Chi, Gia Bảo. Có bạn nào có thì lên tiếng giúp cô nào. Giờ lại không thấy nữa. Được rồi em. Phonics D and greeting 1. D. 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 Đây nè, cái bự nè. The old lesson, we will learn about phonics A, A, A,
B. 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 And C. 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 Today, C. We will learn about phonics. D. 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 Các bạn tắt mic và tự đọc nhá. D. 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 What letter is it? What letter is it? What letter is it? Khi câu hỏi các bạn what letter is it? Có nghĩa là đây là chữ cái gì trong tiếng Anh chứ? Đây là chữ cái gì? Thì các bạn sẽ trả lời cho cô là Z E letter D. Z E letter D. What letter is it? Z E letter C. Z E letter C. What letter is it? Z E letter B. What letter is it? Z E letter B. Letter A. Z E letter A. Z E letter D. Văn Kiên please. What letter is it? Z E letter D. Được chưa nào? Cách trả lời của các bạn là Z E letter. Z E letter D. Z E letter D. I give you some vocabulary related to the letter D. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn các từ mới liên quan đến letter D. Được nào? D D sáu D D D D dog D dog D dog D duck D duck 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 D desk 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 and the last word is dog 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 duck duck desk desk and door 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 what letter is it? Z E letter D sáu D D D dog 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 duck duck desk 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 and dog 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 who can repeat all the good? Bạn nào có thể đọc lại tất cả các từ mới về letter D cho cô nào? Who can raise the hand? Nhấn vào biểu tượng giơ tay trong giá please. Đó. 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 Very good. Thank you. Trong giá. The desk. Em lưu ý tiếp that. Desk. 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 Đọc chú ý luyện lại âm đuôi của mình một tí nhá. Desk. 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 Đó. 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 Khả Doanh. Please. Duck. 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 Ball. Very nice. Rất tốt. Cảm ơn bạn Khả Doanh. Thank you Khả Doanh. Hải Yến please. Đọc đi. Đó. 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 Đọc. Đẹp. Đó. Desk. 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 Đọc. 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 Đọc.
cái tai còn chứ. Vậy thôi chưa, thanh niên Đại Yến rất tốt. Nguyễn Công Hoàng. Anh yes, Công Hoàng, very nice. Try to speak louder. Cố gắng đọc lớn hơn một chút nhé, Công Hoàng. Đọc rất tốt rồi nhưng phải đọc tốt, đọc cáo, đọc lớn hơn nhé. Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, please. Đặc biệt. Đo. Desk. Excellent. Thank you, Bảo Ngọc. Rất tốt. Văn Kiên, please. Bạn Văn Kiến đọc rồi đúng không em? Bạn Văn Kiến đã đọc chứ? Chưa có ạ. Ok. Now let's start. Bắt đầu đọc nào. Đo. Đạp. 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 Desk. 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 Door. 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 Thank you, Van Kien. Very good. Rất tốt. Rồi, now you look at the screen and write the notebook and vocabulary. Các bạn sẽ nhìn vào phần máy tính hoặc là điện thoại của mình ghi cả từ mới vào vở nhá. Từ đó có nghĩa là con chó đây cái nào. Đã là con vịt. Đã là cái bàn. Đò là con búp bê như thế nào. Rồi bây giờ cô sẽ có các bạn. Now you look at me. Các bạn nhìn vào cô nhá, nhìn hình ảnh vào cô nhá. You look at me. Cô sẽ có những cái I have some picture. Có một vài bức tranh về cả cái hình ảnh ở đây. Cô sẽ hỏi các bạn sẽ nhìn vào đây và trả lời cho cô đây là cái gì, được chưa nào? Đăng Khôi, Đăng Khôi, please. Đăng Khôi, open your mic and open your camera. Look at the picture. Look at the picture. Nhìn vào bức ảnh này. Em nhìn vào bức ảnh của cô nhá. Ở đây con búp bê là gì nào? Doll. Cái cốc. Cái cốc là cup. Ở bài trước chúng ta đã học về letter C rồi đúng không nào? Cup. Cái mũ lưỡi trai ở bài trước chúng ta cũng học rồi. Cup. And cái túi sách, túi đi học. Bag. The next picture, bức tranh tiếp theo, con mèo, cat, and con vịt chúng ta sẽ đọc là, bài hôm nay chúng ta học về con vịt. Duck, and the last picture, bức tranh cuối cùng nào, the last picture, dog. Very good, thank you so much. Very good. Now the next person. Đinh Trọng and Đinh Trung, các bạn sẽ cùng đọc nhé. Đinh Trọng, Đinh Trung. You look dog. You look dog. 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 Dog.
Bác, bác. Con mèo, con mèo. Ha, ha. Cat. Cái ba lô. Cái cặp sách. Ba. 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 Cup. 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 Cái cốc, cái ly. Ta sẽ đọc là cup. 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 Hey. Cup. Door. 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 Thank you. Thank you, Ting Trong and Ting Trung. Very good. Rồi chúng ta sẽ dừng ngoài cả cái bức tranh ở đây. Cô sẽ cung cấp cái cấu trúc cho các bạn này thôi. Các bạn sẽ nhìn vào bức tranh này, lồng ghép cả cấu trúc vào nữa nhé. Cô sẽ cắt những cái bức tranh này lại. Các bạn sẽ nhìn vào cấu trúc như thế nào? Cấu trúc. We move to the structure. Structure có nghĩa là cấu trúc. Khi cô hỏi các bạn animal, animal có nghĩa là con vật đấy chứ nào? Animal, animal. What animal is it? What animal is it? Nó là con gì? What animal is it? Các bạn nghe âm thanh quen thuộc là câu hỏi cái gì thôi nhá. What animal? What animal? Animal nghĩa là con vật. Đấy chứ nào? Phản xạ nhanh, đó là con vật. What animal is it? What animal is it? Nó là con gì? It a dog. It a dog. Nó là một con chó, được chưa nào? Khi câu hỏi các bạn, what animal do you like? What animal do you like? Ở dòng cuối dòng này nhá. What animal do you like? Các bạn vừa nghe cô đọc, vừa nghe cô đọc nhá, vừa lặp lại và vừa xong anh cùng với đó các bạn sẽ ghi vào vở luôn cho cô cấu trúc. Để khi các bạn ghi xong cấu trúc rồi, chúng ta có thể thực hành nhìn đây và đọc luôn. Thế nào? What animal is it? What animal is it? Nó là con gì? It a dog. Nó là một con chó. What animal do you like? Bạn thích con vật gì? I like dog. I like dog. Tôi thích con chó, được chưa nào? What animal is it? Nó là con gì? It is a dog. Nó là một con chó. What animal do you like? Bạn thích con vật gì? I like cũng là thích đấy chứ nào. I like dog. I like dog. I like dog. Bảo Anh please. Bảo Anh. That's Bảo Anh. What animal is it? What animal is it? Dog. It is a dog. It is a dog. It is a dog. What animal do you like? What animal do you like? I like. Nào, kính nghe câu hỏi. What? I like cat. Rồi, I like cat. Khi câu hỏi em là what animal do you like? Có nghĩa là em thích con vật gì? Thì em sẽ trả lời cho cô là em thích con mèo, được chứ nào? I like cat. I like cat. Rồi, the next picture. What animal do? What animal is this? Đây là con gì? Con vịt. Đầu bằng tiếng Anh. It. Con vịt là gì? Con vịt là gì nào? Con vịt là gì nào? Duck. It a duck. Very good. It a duck. Rồi, con hay cái câu câu chứ có gì mà? Đấy nhá. What animal is it? Khi cô hỏi em nhá, em chú ý này. What animal is it? What animal is it? Có nghĩa là nó là con gì? Đây là con gì? Đúng nào? Đây là con gì? Đây là con vịt đúng không? Chúng ta phải trả lời bằng tiếng Anh. It is a duck. It is a duck. Nó là một con vịt. It is a cat. Nó là một con mèo. It is a dog. Nó là một con chó. Rồi, khi cô hỏi em, what animal do you like? Em thích con vật gì? Thì em sẽ nói với cô là em thích con mèo, em thích con chó, em thích con vịt. Thì em sẽ trả lời bằng tiếng Anh là
I like dog. I like cat. I like duck. I like duck. Do you understand? Em đã hiểu chưa nào? Bảo Anh. Em hiểu chứ? Em đã hiểu rồi. Very nice. Thank you, Bảo Anh. Rất tốt. The next person. Bàn công hoang đâu? Bàn công hoang mở camera ra cho cô nó. Mở camera ra để nội nó. That's what animal is it? What animal is it? What animal is it? Các bạn nghe câu hỏi thật quen thuộc nhá. What animal is it? Có nghĩa là it a duck. What animal is it? It a cat. It a cat. What animal is it? It a dog. What animal do you like? What animal do you like? I like dog. You like dog. Bạn thích con chó đúng không nào? Very good. Thank you, Công Hoàng. Rất rồi. Bạn trong giáp nào? Yeah. Hello, Tom Zap. What animal is it? What animal is it? Đây này. Con gì đây? What animal is it? A duck. Eat a duck. Very good. What animal is it? Eat a dog. Eat a dog. Very nice. What animal is it? Eat a cat. Great. What animal do you like? What animal do you like? I like duck. You like dog. Bạn thích con chó đúng không nào? Very good. Thank you trong giáp. Rất giỏi. Rồi. I will move to the next chapter. Cô sẽ chuyển sang phần tiếp nhé. What animal is it? Cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có phần con mèo. À, phần con vịt ở trên nào? What animal is it? Nó là con gì? It is a duck. It is a duck. Theo một cấu trúc như vậy, các bạn sẽ trả lời là it is a. It is a. Đấy chứ nào? It is a duck. What animal do you like? I like duck and dog. I like duck and dog. Khi cô hỏi các bạn là what animal do you like? Có nghĩa là bạn thích con gì? Nếu bạn thích hai con vật thì các bạn sẽ sử dụng từ and ở đây cho câu, được chưa nào? And I like duck and dog. Tôi thích con vịt và con chó, được chưa nào? I like duck and dog. I like cat and dog. Tôi thích con mèo và tôi thích con chó, được chưa nào? I like cũng như là tôi thích. I like duck and dog. Thích hai con vật thì chúng ta sẽ sử dụng như vậy. Nếu ba con vật thì các bạn sẽ nói là I like duck, dog and cat. Tôi thích con vịt, con chó và con mèo. Ngọc Diệp please. Hello Ngọc Diệp, what animal is it? What animal is this? Cat. It is a cat. It is a cat. Very good. That's right. Now, what animal is it? It is a dog. It is a dog. Very nice. What animal is it? Con vịt chúng ta sẽ đọc là duck. What animal is it? Duck. It is a duck. Well done. What animal do you like? Bạn thích con vật nào? What animal do you like? Thích con gì? Em thích con gì nữa? Thích con gì nữa? Mèo. Đặc biệt thì con mèo đúng không? Em sẽ nói là như thế nào? I like cũng là tôi thích cùng với một con vật. I like. Thích con mèo thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Con mèo là cat.
Tôi thích cũng I like cat. I like cat. Excellent. Tuyệt vời. Rồi, cố gắng tự tin đấy nhá. Không phải chờ với các bạn ở đấy đeo học cả mà chúng ta cũng học. Rồi, thank you, Ngọc Diệp. What animal is it? Nó là con gì? It is a con với một con vật. What animal do you like? I like duck and dog. Thích hai con vật thì các bạn thêm chữ n vào cho cô nào. And I like duck and dog. Rồi tiếp theo khi cô hỏi các bạn what is it? What is it? Các bạn nghe rất là quen rồi. What is it? What is it? Nó là gì? Nó là một cái bàn. It's a desk. What is it? What is it? It's a dog. Rồi, I will check. Cô sẽ kiểm tra lại các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ có nhiều tổng thể hơn lúc nãy. Được chưa nào? Cô sẽ có nhiều tổng thể hơn lúc nãy. Cô sẽ đào các bức tranh, các cái tấm thẻ này, các bạn sẽ phải linh hoạt, biết đó là cái gì và nói cho cô. Đây là tổng hợp bài trước và bài hôm nay. Cô muốn thử các bạn. Nào. Khả Doanh, please. I. What letter is it? What letter is it? I. It is letter I. Trả lời. I. Em trả lời cho cô. It is letter I. What letter is it? It is letter B. It is letter B. What animal is it? I like duck. What animal is it? Có nghĩa là đây là con gì? Nào, đây là con gì? It's a dog. It's a dog. It's a dog. What animal do you like? What animal do you like? It's a cat. What animal do you like? Khi em nghe chữ like có nghĩa là tôi thích thì em sẽ nói là con vật mà em thích là gì? I like cat. I like cat. What animal is it? What animal is it? It is a duck. What is it? What is it? It is a bag. It is a book. It is a bag. What is it? It is a cup. What is it? It is a cup. What is it? It is a dog. What is it? What letter is it? Let's see. That's not logic. The last picture. What letter is it? Letter D. Now D. Letter B. Thank you, Khả Doanh. Excellent. Tuyệt vời. Hải Yến, please. D. I. B. C. What letter is it? Letter C. Now, what is it? It's a dog. What is it? Cup. Cup. What is it?
What is it? It is a bag. It is a bag. What is it? It is a duck. It is a duck. What animal do you like? It is a cat. I like cat. What animal do you like? Bạn thích con gì? I like. Thế nào? I like cat. I like cat. I like cat. What animal is it? I like dog. What is it? What is it? Thôi lên ngắn mà học rồi đó. Ủa là tòa ban bố cứ mở mũi lén xong nó cái mắt hành anh cứ bị trẻ. Ban nó có tiếng đông nó hành bị trẻ mặt cái chữ của cô. Rồi, đây có những phòng học. Vâng. Các bạn đặt tay với cô nhá. Không có giờ lấy nữa, nó cứ trẻ mặt nó trô được cái bàn cổ giờ. Thank you, Thầy. Well done, well done. Văn Kiên. Các bạn đã biết biểu tượng giơ tay chưa nào? Nếu ai muốn phát biểu thì giơ tay cho cô. Cô thấy biểu tượng giơ tay của các bạn thì cô sẽ gọi qua các bạn. Cố gắng giơ tay phát biểu thật nhiều nhá. Vì ở đây là lớp học, chúng ta cùng tương tác với nhau. Văn Kiên, please. Đăng Khôi. Đăng Khôi, please. Bạn Đăng Khôi, can you hear clearly? Bạn có nghe cô rõ rõ không? What letter is it? What letter is it? What letter I? Z E letter I. Đó là Z E letter I. Letter A. What letter is it? It is letter B. It is letter B. What animal is it? What animal is it? It is a dog. It is a dog. What animal is it? It is a cat. It is a cat. What animal do you like? What animal do you like? What animal do you like? Cô sẽ đưa bức tranh về con mèo và con vịt. Duck. I like duck. And cat. Thế nào? Tôi thích con vịt và tôi thích con mèo. Thế nào? I like duck and cat. What is it? What is it? I like duck and cat. What is it? Queen. Bam. It is a bag. It is a bag. It is a bag. What is it? It is a cup. It is a cup. What is it? It is a cup. What is it? It is a dog. What letter is it? What it is letter T. Now the last picture, bức tranh cuối cùng. What letter is it? It is letter D. It is letter D. Very good. Thank you, Nicole. Rất tốt. Cũng giống như buổi học hôm trước thì cô muốn các bạn sử dụng bảng và phấn. Các bạn đã chuẩn bị bảng và phấn ở ngay cạnh góc Minh học chưa nào? Bảng và phấn viết được chưa nào? Bảng và phấn viết.
bảng và phần viết. Chú ý vào màn hình. Chú ý vào màn hình nhé. Cô sẽ lật những ô vuông này. Lật những ô vuông này, các bạn sẽ viết ra từ trong bức tranh đó là từ nào. Nào. Các ô vuông sẽ được từ từ mở ra, các bạn sẽ viết hình ảnh này. Búp bê. Thì chúng ta sẽ có từ nào? Búp bê chúng ta sẽ có từ nào? Búp bê, búp bê. Quickly, quickly, nhanh lên nào, các bạn bị nhanh nhá. Nhanh để cô chuyển các bức tranh, các bạn đừng xóa cái từ đầu tiên nhá, các bạn đừng xóa cái này nhá, để viết thêm những cái đáp án sau. Bức tranh thứ nhất, đây chứ nào, các bạn đã quan sát kỹ bức tranh của mình, bức tranh trên màn hình chưa? Rồi, các bạn chưa cần phải dơ lên cho cô đâu, các bạn chưa cần phải dơ lên cho cô đâu. Khi mà kết thúc những cái bức tranh thì cô sẽ kiểm tra lại kết quả của các bạn. Rồi, bức tranh thứ hai. Bức tranh thứ hai. Now, quickly. Quickly. Nhanh tay, nhanh mắt. Quickly. The next picture, the next picture, bức tranh thứ ba. Bức tranh thứ ba. Các bạn sẽ có 5 giây vừa nhìn vừa viết. Nào, 5 giây vừa nhìn vừa viết. Tiếp theo, bức tranh cuối cùng. Rồi, kết thúc. Các bạn cùng nhau giơ bảng lên cho cô xem nào. Các bạn cùng nhau giơ bảng của mình lên để cô xem kết quả của các bạn nhé. I will check. À, trước tiên thì cô sẽ kiểm tra cái phần chữ viết của các bạn. Nhìn qua màn hình nhỏ, cô thấy chữ của các bạn rất là đẹp. Nào, chữ của các bạn rất là đẹp. Chúng ta cùng xem đáp án của các bạn nhé. Bức tranh đầu tiên cô cho các bạn chính là door, 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 letter D, D. Chữ đầu tiên là chữ giờ. Được chưa nào? Trong giáp từ đầu tiên em bị viết sai, em viết chữ bờ. Chữ giờ mới đúng. Rồi, chữ giờ, được chưa nào? Letter D, letter D. Hôm nay chúng ta học letter D nào. Letter D. Door, dog. Door, dog, dad. Từ thứ hai mà chúng ta có chính là dog. 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 Sorry, dog. 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 Door, dog. Từ thứ ba là desk. 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 Là cái bàn. Từ cuối cùng là letter D. Letter D.
Letter D. Rồi, cô đã nhận được tất cả các cái câu trả lời của các bạn ở trên cái màn hình nhỏ này rồi. Tất cả các con đều có câu trả lời đúng như thế nào? Đều có câu trả lời đúng và chữ rất là đẹp. Chữ rất là đẹp. Rồi, có bạn Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên chú ý từ đo của mình. Từ đo. Em bị viết thừa một chữ ở phía sau cùng ấy. Từ đo từ đầu tiên ấy. Chúng ta chỉ có là chữ D, chữ giờ, chữ O và hai chữ L, được chưa nào? O, giờ, O, L, L. Rồi, về cơ bản thì các bạn đã biết cách viết và biết trả lời các từ qua hình ảnh. Về cơ bản thì các bạn đã biết nhìn qua hình ảnh để biết chữ đó nhân diện tiếng Anh là gì. Rồi chúng ta sẽ kết thúc cái phần letter D ở đây và chuyển sang phần học tiếp theo là phần chào hỏi nhất tiết 1. Thế nào? Chúng ta sẽ chuyển sang phần chào hỏi. Chúng ta sẽ dừng lại letter D ở đây. Cuối cùng cuối ở phần cuối thì các bạn sẽ được thực hành lại. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang phần greeting one. Greeting one có nghĩa là chào hỏi. Greeting one, các bạn ghi một greeting vào vở nhé. Greeting nghĩa là chào hỏi thế nào? Chào hỏi. Chúng ta sẽ có những cụm từ chào hỏi như thế nào, những mẫu câu nào sử dụng trong giao tiếp. Greeting là chào hỏi. Khi gặp người khác thì chúng ta sẽ chào nhau, đúng không nào? Chào nhau thì chúng ta sẽ chào trong tiếng Anh như thế nào? Cụm từ thứ nhất, xin chào. Chúng ta sẽ có hai từ, đó chính là từ hello. Hello is the same meaning as hi. Cụm từ đầu tiên chính là từ hello. Hello, nó có nghĩa bằng với từ hi. Hello, từ này tuyệt đối các em không được đọc là he mà phải đọc là hi. Hello, hi. It means that có nghĩa là xin chào, được chưa nào? Hello, hi. Hello, hi. Vừa nhìn vừa viết vào vở luôn nhé các bạn. Hello, the same meaning is hi, có nghĩa với từ hi, mang với từ hi, có nghĩa là xin chào, được chưa nào? Hello, hi. The next, bye. Goodbye. Bye có nghĩa là tạm biệt. Goodbye cũng có nghĩa là tạm biệt. Thế nào? Có hai từ. Goodbye and bye. Goodbye. Bye. Bye. Goodbye. Thank you. Rồi, cô sẽ ghi phần từ mới vào đây cho các bạn dễ nhìn hơn. Cô tổng hợp lại cho các bạn để các bạn vừa đọc. Hello, hi, có nghĩa là xin chào, được chưa nào?
bye. The same meaning is goodbye. Tạm biệt. Thank you. Cảm ơn. Hello, hi, bye, goodbye, thank you. Lưu ý nhá, khi chúng ta có cụm từ thank và thank you, chữ thank ở đây nó viết đọc là sẽ có chữ s ở phía sau, còn ở đây bên đây là chữ thank you sẽ không có s ở sau chữ k này, các bạn lưu ý nhá, không có s ở đây. Nếu có chữ you sẽ không có chữ s, nhưng nếu có chữ s thì các bạn sẽ không viết từ chữ you. Thanks, thank you, thank you, bye, goodbye, hello, hi. Can you please? Hello, can you? Now open your mic. Hello, go. Hello, teacher. Now, can you repeat? Bạn có thể nhắc lại cho cô những cái từ trên bảng tính thế này không? Hello, hi. Hi. Hello. Hi. Hi. Goodbye. Bye. Goodbye. Thank you. Excellent, tuyệt vời. Thank you. Khánh Chi. Đinh Khoa, please. Đinh Khoa. Rồi. Hello. Hello. Hi. Xin chào. Bye. Goodbye. Tạm biệt. Thank you. Cảm ơn. Very well. Thank you, Tinh Khoa. Rất rồi. Trọng Kiên. Thật ạ. Ở tắt mic. Trọng Kiên, please. Hello. Hi. Xin chào. Bye. Goodbye. Tạm biệt. Thank you. Cảm ơn. Well done. Thank you, Trọng Kiên. Rất rồi. Hoàng Nguyên, please. Cô sẽ gọi những bàn gương mặt khác nhé. Hello, hi, bye, goodbye, thanks, thank you. Very nice, rất tốt, cảm ơn. Thank you, Hoàng Nguyên. Trong giả, please. Hello, hi. Bye. Goodbye. Thank you. Cảm ơn. Good job. Thank you so much. Công Hoa, please. Hello. Hi. Bye. Goodbye. Thank you. Công Hoàng. Very good. Cảm ơn mà Công Hoàng. Nói rồi. Now the next person. Who can? Nào bạn nào có thể đọc? Raise your hand. Đinh Trọng and Đinh Trung. Hello. Hi. Bye. Goodbye. Thank you. Very nice. Thank you, Ding Dong and Ding Dong. Rất rồi. Các bạn chú ý nhá. Từ nay chúng ta sẽ đọc là hello,
not hello, được chưa nào? Không được đọc tuyệt đối, không được đọc là hello. Hello, hello, hi, 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 bye, goodbye, thanks, thank you, thanks, thanks, thanks. Nhớ chữ thanh mà có S thì các bạn sẽ phải đọc đuôi S ở phía sau, bật âm đuôi của mình lên. Thanks, thanks, thank you, hello, hi, bye, goodbye, thanks, thank you. Văn Kiên, please. Văn Kiên, open your mic. Open your mic. Mở mic ra đã nào. Hello. Hi. Bye. Bye. Thanks. Thank you. Amazing. Good job. Thank you, Văn Kiên. Rất tốt. Khi những cô hỏi mà cô nói khen dù như từ great, well done, very good, very nice, excellent đều có nghĩa là khen các bạn đấy chứ nào. Hi and please. Yeah. Hello. Hello. Hi. Hi. Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Thank. Thank you. Thank you. Thank you, Thái Yến. Very good. Do you finish? Do you finish? Các bạn đã ghi xong phần này chưa nào? Các bạn đã ghi xong phần này chưa? Do you finish? Raise the hand. Giơ cánh tay của mình lên để các bạn đã ghi xong rồi. Raise the hand. Được rồi. Rồi, ai chưa ghi xong thì tiếp tục ghi nhanh nhá. Trong khi các bạn đang ghi thì cô sẽ gọi thêm bạn này thực hành đọc tiếp. Đăng Khôi, please. Đăng Khôi mất. Nguyễn Đăng Khôi. Hello. Bye. Bye. Thank. Thank you. Thank you. Thank you, Đăng Khôi. Very nice. The next person, Khả Doanh. Hello. Hi. Bye. Goodbye. Thank. Thank you. Khả Doanh speak it louder. Bạn Khả Doanh đọc rất là lớn, đọc rất là to, rõ ràng. Very good. Thank you, Khả Doanh. The next person, Phạm Thị Thu Hiền. Hello. Hi. Bye. Goodbye. Thank you. Well done. Thank you, Thu Hiền. Tòng Kiến. Amazing, good job. Đọc, à, các bạn đọc rồi thì hạ cánh tay của mình xuống giúp cô nhá, để cô gọi những cái bạn chưa được đọc thế nào. Ai đọc rồi thì hạ cánh tay của mình xuống. Bảo Ngọc, please. Bảo Ngọc. Hello. Hi. Bye. Goodbye. Thank. Thank you. Okay, your pronunciation is well done. Phần phát âm của bạn rất là tốt. Thank you, Bảo Ngọc. Okay, cô sẽ gọi những bạn không giơ tay được chưa nào? Cô sẽ gọi những bạn không giơ tay. Văn Hùng, please. Văn Hùng. Văn Hùng, please.
Văn Hùng, can you hear clearly? Bạn có nghe cô nói rõ không? No. No. Văn Hùng, open your mic and read. Bạn Văn Hùng mở mic và đọc cho cô nào. Chắc là mới buổi thứ hai nên các bạn chưa quen với việc giơ tay và phát biểu. Các bạn cố gắng là giơ tay và đọc thật nhiều nhé. Khi mà các bạn tự tin đọc thì các bạn sẽ đọc được tiếng Anh rất là giỏi. Bảo Anh, Nguyễn Bảo Anh. Đọc đi. Hello. Tiếp. Hi. Hi. Bye. Goodbye. Thank you. Your pronunciation is great, but you need confidence. Cái phần phát âm của em rất là khá là tốt, nhưng mà em phải cố gắng tự tin lên để đọc tiếng Anh này, chứ nào không được sợ, phải tự tin lên. Ngọc Diệp, nghe như nào? Các bạn học tiếng Anh là không thực sự đọc tiếng Anh sai ở đâu, chúng ta sẽ đọc ở đó được chứ nào. Ngọc Diệp, please. Hello. Hi. Bye. Goodbye. Hi. Thank you, Ngọc Diệp. Well done. Đọc rất là các bạn ngài giơ tay với cô đúng không? Cô thấy là bạn nào cũng đọc rất là hay, rất là to rõ ràng mà không ai chịu giơ tay đọc là sao? Các bạn học tiếng Anh là phải tự tin để đọc. Sai ở đâu thì cô sửa. Cô có nạt các bạn không? Do you finish? Các bạn đã ghi xong chưa? Do you finish? Rồi, I will play a game. Các bạn sẽ được chơi một trò chơi nhỏ. Each have six questions. Có 6 câu hỏi. Được chưa nào? Each have six questions. 6 câu hỏi. Trò chơi mang tên là bạn cung tên. Now you look at here. Các bạn chú ý vào màn hình nhé. You look at here. The first picture it is a duck or it is a cat. Who can raise the hand? Ở bức tranh đầu tiên chúng ta sẽ có là it is a duck hay là it is a cat. Công Hoa, please. Công Hoàng, open your mic. Công Hoàng, open your mic. It's a duck. It's correct answer. Nếu là đáp án đúng thì mũi tên chắc chắn sẽ vào tâm đích của vòng tròn. Rồi, the next question. Khánh Chi, please. It's a duck. It's correct answer. It's a duck là một đáp án. Đúng rồi chứ nào, it is a dead. Mũi tên đã vào đích rồi. That's not the next question. The next question, trong kiến please. Hi. The same meaning is hello. Thứ hai sẽ có nghĩa cùng với từ hello, có nghĩa là xin chào được chứ nào. Bye có nghĩa là tạm biệt. It's correct answer. Rồi, mũi tên vào đích. The next one. Bảo Anh, please. Rồi, bạn Bảo Anh đã tự tin giơ tay ra đấy. Bảo Anh, please.
Bye. Goodbye. The same meaning is bye. Từ goodbye cùng nghĩa luôn với từ bye. Thế nào? Tạm biệt. Yeah, that's right. Now the next question. Goodbye. The next question. Thumbs up. Thank you. Not hang. Ở đây, thumbs up cho có biết là ở đây đáp án tên này sai ở đâu. Thumbs up nào, nhìn đáp án cô đang chỉ đây sai ở đâu. Đáp án thank you là một đáp án đúng rồi chứ nào. Thank you là một đáp án đúng. Nhưng tại sao đáp án thank ở trên câu này là sai trong giáp? Em có giải thích được cho cô không? Nếu sửa lại cho đúng thì từ này phải làm như thế nào? Thank you. Chúng ta phải thêm chữ you vào mới đúng, đúng không nào? Chúng ta phải thêm chữ you sau chữ thank, hoặc là chữ thank này phải thêm chữ s thì mới đúng, đúng nào? Mẹ phải nói chữ. The next question. Văn Kiên please. Còn mấy cái? It is a dog. It is a dog. Đó là một con chó. It is a dog. That's right. Rồi, chúng ta sẽ đến cái phần free talk, có nghĩa là các bạn sẽ được nói tự do, được chưa nào? Free talk. Có nghĩa là các bạn sẽ được làm hội thoại bàn này với bàn này. Có sẽ ghép các bạn lại, các bạn sẽ cùng đọc cái đoạn hội thoại. Đây là cái phần free talk, các bạn có thể tự do nói và tự do giao tiếp với bạn của mình. Cô sẽ đọc ví dụ về bài mẫu này. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Hello Tom, có nghĩa là bạn đối diện của mình tên là Tom. Hello Tom, xin chào Tom. Hi Peter, xin chào Peter. What is it? Bạn Tom mới hỏi. Bạn Peter mới hỏi là bạn Tom, what is it? Đây là cái gì? Bạn Peter mới trả lời là, bạn Tom mới trả lời là it is a dead. Nó là một cái bàn. Thank, goodbye, bye. Cảm ơn. Tạm biệt. Thế nào? Tương tự như vậy thì các bạn sẽ làm cô mẫu hội thoại đầu tiên. Mẫu hội thoại đầu tiên, một bạn sẽ đóng vai ở đọc chữ hello này trước. Một bạn sẽ đọc sau, đọc theo như cô đã sắp xếp ở trên màn hình. Cô sẽ ghép đôi các bạn lại nhé. Bạn Nào Kiên, bạn Trọng Kiên và bạn Văn Kiên sẽ làm mẫu bài đầu tiên cho cô. Hai bạn cùng tên Kiên cả, được chưa nào? Chúng ta sẽ giao tiếp với nhau. Trọng Kiên sẽ đọc đầu nhé, sau tiếp theo là bạn Văn Kiên. Hello Tom. Kiên. Hello Trọng Kiên. Hi. Hello Trọng Kiên. What is it? It is a dead. Trong Kiên, đúng không? Trong Kiên tiếp tục nữa. Thank, goodbye. Bye. Thế nào? Vậy là các bạn đã được giao tiếp với nhau qua một mẫu hội thoại nhỏ rồi. Thank you, Trong Kiên and Van Kiên. Very good. The next couple, cặp đôi tiếp theo bạn
Khả Doanh và bạn Công Hoàng. Con sẽ chuyển bức tranh cho các bạn. Hello Công Hoàng. Hi. What is it? It is a dog. Thank you. Goodbye. Bye. Thank you, Khả Doanh and Công Hoàng. Khả Doanh and Công Hoàng is speak louder. Các bạn đọc rất là to, rõ ràng. Now the next couple, Cặp đôi tiếp theo. Mẹ. Bảo Ngọc and Đăng Khôi. Bảo Ngọc and Đăng Khôi. Hello, Đăng Khôi. Bảo Ngọc. Hi, Bảo Ngọc. Đó đi lượt. What is it? It is a dog. Thank you. Goodbye. Đăng Khôi. Bye. Thank you, Đăng Khôi and Bảo Ngọc. Excellent. Rất giỏi, rất tốt. The next couple. Chúng ta sẽ làm về các letter đấy chứ nào. Tiếp theo chúng ta sẽ được thực hành hỏi và Hải Yến em, Khánh Chi, Hoàng Nguyên. Hải Yến em, Hoàng Nguyên. Hello. Hi, Hoàng Nguyên. Hi. Hoàng Nguyên. What letter is it? This is letter Z. Z đọc hết, đọc từ đâu? Cả this is letter Z. D. This is letter D. Thanks. Goodbye. Bye. Thank you, Hoàng Nguyên and Hải Yến. Good job. So next couple, Đinh Trọng and Đinh Trung. Rồi, hai anh em cùng đọc nào. Hello, Trọng. Hi, Trung. What is your... What letter is it? Z is letter B. Thank you. Goodbye. Thank you, it couple. Cảm ơn bạn, cặp đôi bạn Đinh Trọng và Đinh Trung. Very well. Now who can? Ai có thể làm bài hội thoại với cô nào? Who can? Khả Doanh. Yeah. Hello, Khả Doanh. Hello, teacher. What is it? Dog. It is a dog. Thank you. Goodbye. Bye. Thank you, Scott. Very good.
Về cơ bản thì các bạn đã biết được các chào hỏi hello, hi, thank you, goodbye, bye và các từ mới liên quan về letter D. Trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay thì cô muốn giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng để các bạn làm bài tập ngoài cái phần ứng dụng Live Worksheet phần ở trước. Thế thế nào? Cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập về nhà ở phần Google Form. Google Form. Các bạn lưu ý nhá, nhớ các bước ở đây cô hướng dẫn các bạn để các bạn về nhà làm. Cô sẽ gửi cho các bạn đường link. Các bạn sẽ nhấn vào đường link ở phần Zalo hoặc là phần các bạn bây giờ hiện tại các bạn nhìn ở màn hình okay đã nhá. Các bạn nhìn ở màn hình cô sẽ có hướng dẫn cho các bạn làm. Được chưa? Khi mà cô gửi đường link cho các bạn vào phần Zalo. Đây có một lát nhá, cô sẽ gửi cái phần đường link này cho các bạn ở phần Zalo. Lát nữa các bạn sẽ làm, được chưa nào? Lát nữa các bạn sẽ làm. Bây giờ cô gửi được cho các bạn đã. Rồi sau đó các bạn sẽ nhìn vào. Có tin chưa đọc? Các bạn này, là những người mà sẽ thực hiện làm bài tập ở đây nên là chú ý để tự làm nhá, tự làm. Sau khi mà cô gửi đường link cho các bạn rồi thì các bạn sẽ nhấn vào đường link, cái chỗ nào nhấn vào đường link, cái đường mà cô gửi ở trong đó ấy. Các bạn sẽ nhìn vào đó, được chưa nào? Sẽ có hiển thị như thế này, chữ full name cũng nghĩa là tên đầy đủ, thì các bạn sẽ viết tên của mình vào đây. Viết tên của mình vào đây. Ví dụ là cô, ví dụ nhá, cô sẽ viết tên cô ở đây. Ở đây thì các bạn sẽ không phải chụp màn hình cho cô nữa vì là hệ thống sẽ từ chấm điểm. Các bạn sẽ làm cả đáp án nhá. Các bạn sẽ làm cả cái câu này. Đây cái nào? Các bạn sẽ nhìn ảnh. Các bạn sẽ chọn các đáp án. Cô ở đây cô sẽ chọn đáp án đai nhá. Các bạn đừng có nhìn vào đáp án của cô làm. Cô sẽ làm để một cái ví dụ cho các bạn thôi. Vì cô làm mà đúng thì các bạn sẽ... Vì lúc nãy cô cũng làm đấy. Cô cũng làm một ví dụ cho các bạn. Đương nhiên kết quả cô làm các bạn thôi, từ làm nhá. Vì cô làm sẽ... Cô chỉ làm đài để... Rồi, các bạn sau khi làm xong kết thúc 10 câu sẽ có chữ gửi ở đây. Các bạn ấn vào chữ gửi, được chưa nào? Ấn vào chữ gửi xong thì giao diện nó sẽ hiện như thế này. Câu trả lời của bạn đã được ghi lại, tức là bạn đã làm xong xong bài rồi thì các bạn sẽ ấn vào chữ xem điểm số nếu các bạn muốn xem lại điểm số của mình. Xem điểm số, được chưa nào? Nó sẽ hiển thị điểm của bạn ở đây. Tổng điểm bao nhiêu? 3/10. Nếu các bạn làm đúng cả 10 câu thì sẽ hiển thị là 10/10. Khi đó, ở bên phần của cô, ở bên phần của cô sẽ nhìn thấy, quan sát được cái phần câu trả lời của các bạn ở đây. Sẽ nhìn thấy cái phần trả lời của các bạn ở đây. Được chưa nào? Câu số rồi nè. Đấy là phần các bạn muốn, là cô xem được câu trả lời của các bạn. Các bạn làm sai câu nào cũng sẽ biết câu đó. Rồi đấy là cái phần bài tập về nhà của các bạn ở trong Google Form. Vậy là hôm nay cô đã giới thiệu cho các bạn về phần trò chơi Quizzes, là phần trò chơi mà các bạn có thể lấy điểm trực tiếp ở trên đó.
Và phần bài tập về nhà mỗi buổi học thì các bạn sẽ phải làm bài tập về nhà, đúng không nào? Các bạn sẽ dành ra 15 đến 30 phút để làm bài tập về nhà và học từ mới, học cả cấu trúc. Về phần bài tập về nhà, cô chỉ ra cho các bạn 10 câu. Rất dễ, vừa áp dụng kiến thức các bạn học trên lớp xong, các bạn sẽ làm bài tập luôn. Nhớ đăng nhập tên của mình đầy đủ, đúng nhất, vì để cho hệ thống chấm điểm. Các bạn ở cái phần này thì các bạn sẽ có quyền làm rất nhiều lần nếu các bạn làm. Nhưng mà các bạn được làm nhiều lần, nhưng mà cô chỉ tính điểm các bạn ở lần làm thứ nhất. Được chưa nào? Lần làm thứ nhất thì cô sẽ tính điểm các bạn. Rồi, các bạn đã hiểu cái phần bài tập về nhà cô giáo chưa? Nếu ai chưa hiểu thì có. Mở mic hỏi cho cô. Rồi, ai nào hỏi cô nào? Dạ, con hiểu rồi. Rồi, ai hiểu rồi thì sẽ tự làm bài tập được chứ nào? Ai chưa hiểu? Ai chưa hiểu thì giơ tay mở mic lên mọi thì cô chưa hiểu đoàn nào đâu? Có ấy, có. Rồi. Cố lại đi. Các bạn sẽ không cần phải chụp màn hình lại cho cô đâu nhá. Cô nhận thấy của bạn khả doanh thôi, nhưng mà em không cần phải chụp cho cô đâu. Vì em nhìn nhá. Lên màn hình của cô đã nhận thấy được 5 câu trả lời của các bạn rồi. 5 câu trả lời của các bạn. Trong của cô 2 câu rồi. Đây, câu trả lời của các bạn sẽ nằm ở đây. Cô sẽ nhận thấy được câu trả lời của các bạn. Các bạn chỉ được phép làm, các bạn được phép làm nhiều lần, nhưng cô chỉ tính điểm lần thứ nhất. Đây, bạn Trọng Kiên. Cô nhận thấy kết quả của bạn Trọng Kiên của đáp án là 10 trên 10. Rồi tiếp theo là bạn Khả Doanh. Tiếp theo nữa là bạn Văn Kiên được 9 trên 10. Ở đây, cô Thiền thì tất cả điểm của các bạn ở đây rồi. Cho nên là các bạn không cần phải chụp màn hình gửi cho cô, được chưa nào? Là cái phần này. Rồi, có ai muốn hỏi và thắc mắc về cái phần này nữa không? Nếu các bạn muốn làm nhiều lần cũng được nhé, các bạn luyện đi luyện lại cho nhớ cũng được. Nếu mà cô sẽ tính điểm lần đầu tiên, tôi bạn nào chưa hiểu nó? Có ấy, có. Thôi, em hỏi đi em. Có lại điểm lần của đâu rồi chứ có. Rồi, cô sẽ lấy được chứ nào? Điểm vẫn ở hệ thống trên máy của cô đây. Rồi nhá, cô sẽ đọc điểm các bạn lại này. Bạn Nguyễn Công Hoàng, bạn... Thôi được, cô sẽ lấy, cô sẽ chắc chắn là điểm các bạn sẽ mỗi buổi học các bạn sẽ được nhìn thấy trong mỗi buổi học. Cho nên là không phải lo lắng vì hiện tại là danh sách vẫn chưa cụ thể lắm, vì nãy có thêm mấy bạn nữa mà cô chưa cập nhật lại danh sách ấy. Rồi, chưa học xong mà đã có mấy bạn từ áo ra rồi. Rồi, có ai có ý kiến nữa không? Nếu không có ý kiến nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học của ngày hôm nay. Em chào cô. Goodbye and good night. Chào cả lớp và chúc cả lớp ngủ ngon. Rồi, để cô hỏi Miss Mơ có hỏi gì với cả lớp nữa không nhá? Các bạn đợi một lát nhá, để cô nhắn tin cho Miss Mơ. Xem Miss Mơ có... Nhớ học từ mới nữa nhé các bạn. Về nha, chúng ta phải học từ mới, được chứ nào? Và đặc biệt là không ngại nói tiếng Anh. Có thể các bạn sẽ nói với bố, với mẹ của mình để thực hành luôn, được chứ nào?
Dạ, cô có dặn lớp nữa không? Em tắt là tắt học nhá cô. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc buổi học nhá. Goodbye and good night. Goodbye and good night. Goodbye, teacher. Goodbye, class. Goodbye, class. See you later. See you later. Hẹn gặp các bạn ở buổi sau. See you later. Nếu ai chưa hiểu phần nào thì được rồi. Nếu ai chưa hiểu phần nào thì trực tiếp nhắn tin cho cô ở trong phần Zalo nhé. Nếu ai chưa hiểu thì trực tiếp nhắn tin cho cô. Thế nào?